Kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với tin mới nhất. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện nóng và đáng chú ý nào? Tình hình chính trị xã hội trong nước và quốc tế có gì đặc biệt? Hãy cùng đón xem với chúng tôi ngay sau đây. Xin chào quý vị và các bạn đã trở lại với tin mới nhất với những tin tức về đợt lũ kinh hoàng đang diễn ra tại Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, trong khi Tổng thống Mỹ Joe Biden ban bố tình trạng khẩn cấp tại bang Kentucky do mưa lũ, thì tại Trung Quốc hơn 6.000 người đã phải sơ tán. Trong tháng này đã có hai trận mưa lớn trút xuống thành phố Bản Cầm, huyện Liêu Ninh, gây ra lũ lụt trên diện rộng. Hiện công tác cứu hộ vẫn đang được khẩn trương triển khai. Tình hình thời tiết cực đoan xảy ra tại nhiều nước trên thế giới, từ nắng nóng kỷ lục tại châu Âu đến lũ lụt ở Bangladesh, Iran và Mỹ, Trung Quốc khiến người dân khốn khổ. Chính quyền thành phố Bản Cầm đã kích hoạt ứng phó kiểm soát lũ lụt cấp độ 1 và điều 2.680 nhân viên cứu hộ, 320 xe vận chuyển, các phương tiện đến hiện trường. Các công cụ chống lũ lụt như là túi cát, ván gỗ nhanh chóng được đưa tới khu vực. Tổng cộng có 6.393 cư dân được sơ tán an toàn, hiện chưa ghi nhận thương vong do lũ lụt. Công tác cứu hộ đang khẩn trương được triển khai. Cơ quan chức năng tỉnh Liêu Ninh, miền đông của Trung Quốc cho biết, mưa lũ gây ra ảnh hưởng đến gần 80.000 người ở tỉnh này. Theo cơ quan kiểm soát lũ lụt và giảm nhẹ hạn hán tỉnh Liêu Ninh, mưa lũ còn làm hư hại khoảng 1.600 ha cây trồng, ước tính thiệt hại kinh tế trực tiếp lên đến 12,7 triệu nhân dân tệ, khoảng 1,9 triệu đô. Mực nước tại 13 hồ chứa cỡ trung và 17 hồ chứa cỡ nhỏ tại tỉnh Liêu Ninh đã tăng lên mức cảnh báo lũ lụt. Hiện những hồ chứa nước này đang phải xả lũ. Các trận mưa như chút kéo dài từ nay đến ngày 28 khiến cơ quan chức năng của tỉnh Liêu Ninh phải sơ tán gần 70.000 người trên toàn tỉnh. Vào tháng trước có hai trận mưa lớn trút xuống sông Sa Giang tại thành phố Bản Cầm thuộc tỉnh Liêu Ninh đã gây ra lũ lụt trên diện rộng. Theo Cục Khí tượng và Thủy văn, đây là trận lũ lụt nghiêm trọng nhất từ trước đến nay. Đê bị vỡ vào lúc 10:30 theo giờ địa phương ngày hôm qua. Hôm nay, cơ quan chức năng Trung Quốc đã cho biết có hơn 6.000 người phải sơ tán sau khi nước sông dâng cao gây ra vỡ đê tại tỉnh Liêu Ninh. Hy vọng rằng với những chính sách và biện pháp phù hợp, cơ quan chức năng và người dân tỉnh Liêu Ninh Trung Quốc sớm khắc phục được hậu quả, xây dựng lại cuộc sống. Giải mã bí ẩn đằng sau làn nước trong vắt tại sông Hoàng Hà của Trung Quốc. Thưa quý vị, được mệnh danh là sông cái của Trung Quốc, đồng thời cũng là cái nôi của nền văn minh Trung Hoa. Sông Hoàng Hà đã trở thành nhân chứng cho biết bao nhiêu thăng trầm lịch sử của cả dân tộc và người dân Trung Hoa. Những năm gần đây, nước của con sông dài thứ hai tại Trung Quốc đã trở nên trong vắt trong vòng 500 năm qua. Những câu chuyện về bảo tồn và sự phát triển hệ sinh thái, từ kiểm soát đến điều tiết ô nhiễm rất quan trọng để làm sáng tỏ bí ẩn về làn nước trong vắt của sông Hoàng Hà. Đây là nơi hợp lưu giữa sông Hoàng Hà và sông Đào. Sông Đào vốn là một nhánh của sông Hoàng Hà. Không khó để nhìn ra sự tương phản giữa một dòng sông nước trong vắt và một dòng sông nước vàng đục ở nơi đây. Hoàng có nghĩa là màu vàng của mặt trời, còn Hà có nghĩa là mặt bằng. Dịch nghĩa hoàn chỉnh hơn của Hoàng Hà có nghĩa là mặt nước sông màu vàng. Tuy tên gọi là vậy, nhưng trong hình ảnh này, điều bất ngờ là dòng sông trong vắt hơn mới chính là sông Hoàng Hà. Cùng với sông Trường Giang, sông Hoàng Hà có vai trò rất quan trọng trong việc sản sinh ra nền văn minh của Trung Hoa, là một trong bốn nền văn minh phát sinh dọc theo con sông nổi tiếng trên thế giới, bao gồm nền văn minh Ai Cập, văn minh Ấn Độ, sông Hằng, văn minh Lưỡng Hà. Nền văn minh Trung Hoa đã để lại cho thế hệ sau rất nhiều những phát minh có giá trị sau này. Đây là bình gốm 5.000 năm tuổi được phát hiện ở thượng nguồn của sông Hoàng Hà. Văn hoa xoáy trang nhã trên bình được xem là hình ảnh điển hình của thời kỳ đồ đá mới, dường như cách tổ tiên mình họa dòng sông Hoàng Hà lên bình gốm một cách tinh tế. Trải dài 5.464 km, sông Hoàng Hà trải qua 9 tỉnh khu tự trị của Trung Quốc. Đây là con sông dài thứ hai của Trung Quốc sau sông Dương Tử, bắt nguồn từ tỉnh Thanh Hải ở miền Tây Bắc của phía Trung Quốc, chảy ra biển Bột Hải ở phía đông của tỉnh Sơn Đông. Hiện lên vẻ đẹp của những dãy núi non nhấp nhô tiếp sau trùng trùng điệp điệp. Nước sông Hoàng Hà chứa một lượng trầm tích lớn, gấp 34 lần so với sông Nin ở châu Phi. Tuy nhiên, trầm tích lắng đọng với lượng lớn khiến dòng sông bị nâng lên, dẫn tới lũ lụt nghiêm trọng trong nhiều năm và cướp đi sinh mạng của nhiều người. Vì vậy, việc kiểm soát trầm tích là một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất để bảo tồn sông Hoàng Hà. Thành phố Ngọc Lâm tọa lạc ở phía tây bắc của tỉnh Thiểm Tây, nằm giữa cao nguyên Hoàng Thổ và sa mạc Mú Ớt, một trong bốn sa mạc lớn nhất của Trung Quốc. Tuy nhiên, tốc độ sa mạc hóa gia tăng đã đe dọa cuộc sống của người dân nơi đây, nuốt chửng đất sản xuất nông nghiệp, đặt ra những thách thức nghiêm trọng đối với sự ổn định chính trị và kinh tế. Nhiều cư dân buộc phải sơ tán khỏi địa phương do nguy cơ các trận bão cát khổng lồ tấn công. Thế nhưng, nhờ những nỗ lực trồng cây của người dân và chính quyền địa phương, khoảng 93% diện tích đất bị sa mạc hóa ở sa mạc Mú Ớt đến nay đã được phủ xanh. Ông Thạch Quang Ngân, nhân viên kiểm soát cát huyện Định Biên, tỉnh Thiểm Tây cho biết, trong suốt năm đầu tiên nỗ lực kiểm soát sa mạc hóa, đã có 200 đến 300 người được cử đi trồng cây xanh, nhưng cứ 10 cây thì chỉ có một cây sống sót.
Do đó tôi đã đến thành phố Ngọc Lâm để học hỏi kinh nghiệm từ các chuyên gia. Sau đó trở về địa phương sử dụng phương pháp kiểm soát hàng loạt rào cát. Bắt đầu từ năm thứ 3, chúng tôi đã áp dụng phương pháp này. Kết quả có tới 85% cây xanh đã sống sót. Đến cuối năm ngoái, diện tích bảo tồn rừng của Ngọc Lâm đã tăng lên 1,57 triệu hectare. Với tất cả các núm đều được kiểm soát, ông Thạch Quang Ngân và những người dân địa phương khác đã trồng hơn 53 triệu cây xanh trên 16.675 hectare cát cằn cỗi và đầm lầy ngập mặn bằng cách trồng rừng trên sườn dốc, làm ruộng bậc thang, xây dựng đập, hồ chứa để tích trữ nước. Vạn lý Trường Thành Xanh đã ngăn trầm tích xâm nhập vào sông Hoàng Hà. Sự sụt giảm mạnh về dòng chảy và trầm tích chưa từng có tiền lệ trong năm thế kỷ qua là một trong những lý do mà nước sông Hoàng Hà trong những năm gần đây trở nên trong vắt đến vậy. Cụ thể, lượng trầm tích trung bình năm chảy qua sông Hoàng Hà đã giảm tới 80%, từ 1.600 triệu tấn xuống còn 300 triệu tấn. Hơn nữa, trong những năm qua, các làng mạc và thành phố ven sông đã tăng cường nỗ lực cải thiện môi trường nước để giữ cho nước sông Cái trong sạch. Năm ngoái, chất lượng nước của kênh chính trên sông Hoàng Hà được đánh giá ở loại 3, nghĩa là chất lượng tốt. Để giải quyết thách thức khác, chính quyền Trung Quốc cũng đang tích cực thúc đẩy quản lý môi trường tại lưu vực sông Hoàng Hà. Ông Vương Lập Đông, kỹ sư tại Học viện Quy hoạch Môi trường Trung Quốc nói, chiến dịch bảo vệ sông Hoàng Hà sẽ tập trung vào 5 vấn đề môi trường quan trọng, bao gồm cải thiện bảo tồn sinh thái sông hồ, giảm ô nhiễm và khí thải carbon, cải thiện quản lý môi trường đô thị, nâng cấp môi trường nông nghiệp và nông thôn, tăng cường bảo vệ và phục hồi sinh thái. Chiến dịch này nhằm nâng cao chất lượng môi trường và tăng cường an ninh sinh thái tại khu vực lưu vực sông, biến sông Hoàng Hà trở thành niềm kiêu hãnh của Trung Quốc, mang lại lợi ích to lớn. Những người sinh sống dọc theo sông Hoàng Hà đã tạo ra một khu vực xanh tươi, mở đường cho sự phát triển chất lượng cao. Sông Hoàng Hà đã đổ vào biển Bột Hải rộng lớn gần thành phố Đông Sinh, tỉnh Sơn Đông, phía đông của Trung Quốc. Đồng bằng sông Hoàng Hà nằm ở cửa sông và là nơi có hệ sinh thái đất ngập nước rộng lớn và hoàn thiện nhất ở vùng ôn đới ấm áp Trung Quốc. Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia đồng bằng sông Hoàng Hà trải rộng 153.000 ha, trong đó đất ngập nước chiếm 74 tổng diện tích, tức là 113.000 ha. Với môi trường sinh thái được cải thiện tốt hơn, vùng đất ngập nước thu hút hơn 6 triệu chim di cư các loại, lựa chọn trú đông và dừng chân mỗi năm, bao gồm cả loài cò phương đông vốn có nguy cơ tuyệt chủng. Khu bảo tồn với sức sống vô biên này đã trở thành hình mẫu xây dựng hàng rào sinh thái nâng cao đa dạng sinh học vùng ven biển. Hạ lưu nước sông Hoàng Hà sáng và trong vắt, cùng với những đàn chim xả xuống sông đã tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp với đôi bờ xanh ngắt. Nền văn hóa lộng lẫy của sông Cái cũng đang phát triển mạnh mẽ hơn theo thời gian. Dòng sông trong vắt song hành với trí tuệ nhân loại là điểm khởi nguồn cho đà tăng trưởng mới. Mấy ngàn năm trước, Hoàng Hà từng được gọi là nỗi buồn của Trung Quốc vì thường xuyên xảy ra đại họa như vỡ đê hay lũ lụt. Tuy nhiên giờ đây, con sông vàng khó chịu một thời đã biến thành dòng sông bình yên, mang lại nhiều lợi ích cho người dân, hứa hẹn đem đến sự thịnh vượng hơn nữa trong tương lai. Sông Hoàng Hà là nơi sản sinh ra nền văn minh Trung Hoa, được cả nhân loại biết đến từ những giá trị mà dòng sông mang lại. Mới đây, Trung Quốc đã đưa ra kế hoạch bảo vệ và phát triển lưu vực của sông Hoàng Hà đến năm 2030 nhằm thúc đẩy bảo tồn sinh thái, phát triển bền vững lưu vực sông. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin về tình hình lũ lụt tại Trung Quốc của kênh Tin Mới Nhất ngày hôm nay. Để cập nhật và theo dõi những thông tin thời sự quốc tế mới nhất cũng như các thông tin quan trọng về tình hình Biển Đông trong khu vực, thì quý vị đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Vâng, thưa quý vị, bản tin ngày hôm nay tới đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!